Lướt trên mạng xã hội Facebook những ngày vừa qua thì chúng ta có cảm tưởng như là một phần đông giới trẻ đang phát cuồng với món đồ chơi có tên gọi là thú nhúng emoji lò xo. Dương Tình đã phát cuồng vì những con thú mới mẻ này và có lẽ bọn chúng đã xâm chiếm hết trái đất này rồi. Cấu tạo của món đồ chơi này hết sức đơn giản, gồm phần đầu vẽ đủ loại biểu cảm từ hài hước đến mếu máo, thả tim, phần chân thì gắn một chiếc lò xo, hễ cứ chạm vào là rung bần bật. Màu vàng bắt mắt kết hợp loạt biểu cảm nhìn là không nhịn được cười, đã khiến thú nhúng emoji lò xo có một sức hút khó cưỡng lại đối với rất nhiều người. Được biết, thú nhúng emoji lò xo bắt nguồn từ những clip hài hước được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng trở thành xu hướng cực kỳ hot khi về Việt Nam. Dương Tình không ngần ngại bắt trend bằng cách bày trò mua hàng tá con thú nhúng emoji lò xo về gắn đầy trên xe ô tô đi lại. Tính đến thời điểm hiện tại thì món đồ chơi này đã có trên 10 phiên bản khóc, cười, nháy mắt, có mức giá khoảng 20 đến 30.000 một con, không hề đắt để Dương Tình có một món trang trí và tiêu khiển mới mẻ. Với những dân chơi chịu đầu tư, việc mua cả chục con với full combo biểu cảm khóc cười vẫn là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ tốn cỡ 200-300 ngàn. Thế là lại có thêm một trào lưu mới nổ ra khiến cư dân mạng phải điêu đứng. Người thì phát cuồng vì thú nhúng đến độ phải sưu tầm cho bằng được tất cả các phiên bản. Người thì hoang mang không hiểu ở đâu ra một món đồ chơi trông buồn cười mà hot đến như vậy. Thậm chí có nhiều người còn khó hiểu hay là nổi cáu vì thấy bọn chúng thống trị đầy đường.